tảng không hề mập, đúng chưa? Hello tất cả mọi người. Thì sau những ngày tháng mà bị hại vóc ép giảm cân thì ngày hôm nay mình sẽ phép được múc băng một con cua tuyết. Con cua tuyết bự chà bá là mình đặt bên hải sản Hoàng Gia mọi người. Đáng lẽ tôi đặt một lần 10 con lận, nhưng mà bên đó nói là con này đang cháy hàng nên là em ăn đỡ con đi, và đợt sau về anh chị ship tiếp thì ok, em tạm chấp nhận, tạm tha thứ. Ngày hôm nay mình sẽ phép được ăn cua nữ hoàng. Đây là cái con cua này có phải là vợ con cua mình đéo không ta? Gọi là cua nữ hoàng. Biết sao gọi là cua nữ hoàng không? Tại vì cái chân nó dài mà cái tướng nó mi nhon nên gọi là cua nữ hoàng. Bình thường thì mọi người ăn con cua là mọi người sẽ bẻ chân rồi mọi người lấy thịt ở trong ăn đúng không? Ngày hôm nay mình không ăn như vậy, mình sẽ há hồng nuốt trọn con cua này vào lòng. Có tiêu có đuổi không thì tính sao? Bây giờ thì ăn nha. Anh làm gì vậy? Anh kêu nó không dính được miệng em luôn á. Nó làm gì? Ý là thôi được rồi em. Anh nói em bao lần sao em lại trốn anh? Mình đang đi tập gym với nhau mà sao tự nhiên em đã về đây ăn con cua rồi? Thì ăn hải sản đâu có mập đâu. Hôm bữa anh nói tôi là ăn dạ toàn mà mập, nhưng mà ăn hải sản không có mập nha. Ăn hải sản không hề mập, đúng chưa? Đúng. Cãi nó đi. Đúng, nhưng mà anh nghĩ em không nên ăn con này. Để anh đi. Tại sao? Để anh đi, nghe lời anh. Anh mua cho em. Không mua cho em gì cả, nhưng mà đừng ăn. Thì ừ, thôi bây giờ em sẽ cho anh ăn con cua này. Ừ. Tối em ăn anh. Ok. Ok luôn hả? Ok. Ok luôn. Ok. Ok. Ăn đi. Em quá dại trai rồi đi. Anh nói thật, em quá dại trai rồi. Em nói thiệt với anh luôn, cuộc đời này em chỉ dại một mình anh thôi. Bởi vì trong mắt em, anh là trai đẹp nhất rồi. Và tình yêu là một trai như thờ đưa. Anh cũng chưa biết chừng nào là vừa. Đưa em đến vùng trời, đến vùng trời yêu thương.